Ngày 11 tháng 8 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972 và Chu Xuân Thu, sinh năm 1946 là chồng của Hòa cùng quê Yên Bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Hòa đã làm giả mộ liệt sĩ, đúc 27 tấn vàng giả, qua đó lừa đảo nhiều người. Theo cơ quan điều tra, trước năm 2010, Hòa làm nghề buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Yên Bái, rồi kết hôn với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946 cùng quê. Do buôn bán ở Yên Bái không thuận lợi, vợ chồng Hòa về miền Nam và tự nhận là nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát xác định Hòa không có khả năng thấu thị và tìm mộ liệt sĩ, mà đó chỉ là chiêu trò lừa đảo để tạo lầm tin, vợ chồng Hòa mua các dụng cụ của bộ đội như ngày xưa, bình tông, bật lửa, cùng xương trâu, xương bò, rồi chôn vào trong rừng làm giả hại cốt liệt sĩ. Sau đó, vợ chồng Hòa dẫn gia đình các liệt sĩ vào tổ chức cúng bái, khai quật và đào các vật dụng đó lên nói đây là nơi chôn cất các liệt sĩ. Bên cạnh đó, Hòa cũng đúc hàng chục khối lượng kim loại, tổng trọng lượng 27 tấn, rồi giác vàng bên ngoài, sau đó, Hòa tung tin bản thân đào được số vàng này tại khu đất của công ty và muốn nhờ người có uy tín giao nộp lại cho nhà nước. Thế nhưng, Hòa lại lừa đảo tiếp tục nên đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này.